Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu khu Thới Nhật 2, thì gần bờ kè công viên của khu Thới Nhật 2 ha. Cách chợ thì khoảng chừng 200 m, cách trường tiểu học cấp 1, cấp 2, trường mẫu giáo thì khoảng 100 m, đại học y dược thì khoảng 500 m, thì thuộc của phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khu Thới Nhật 2, gần nhà Giác Vàng đồ, gần đây cũng bán kính trong vòng 500 m là đầy đủ tiện ích hết. Nhà diện tích bề ngang 4m5, chiều dài 20, một trệt một lầu, sử dụng 171 m. Trong nhà có tặng một ít nội thất, thì để quay phía trước rồi sẽ quay vô trong căn nhà cho quý cô anh chị mình xem tham khảo. Nhà này mới 99%, một trệt một lầu. Đường lộ giới 15 m, đường thì 7 m, lề thì mỗi bên 4 m, tổng con đường khoảng 15 m, thì quay về hướng Tây Nam. Đây là phía trước của căn nhà ha, có hàng rào phía trước và có cửa 4 cánh ở phía sau, có thể đậu ô tô trong nhà được luôn. Con đường này thì đường là số 5, khu dân cư Thới Nhật 2. Nhà cửa khu vực này rất là đông đúc luôn. Đường này chỉ thông vô trong, dài vô trong được ha. Quay về hướng Tây Bắc thì quay hôm nay, nhà cửa thì rất đông. Thì hướng này sẽ đi quẹo qua chợ, ra tới ngã tư đó, quẹo qua bên trái sẽ tới chợ Nhật, chợ An Khánh. Thì số nhà là 41, đường số 5, khu Thới Nhật 2. Thì mời quý cô chú anh chị em vô trong nhà tham quan trong nhà. Thì ở phía trước này rộng khoảng 2,5 m, cái sân trước đậu xe, và phòng khách thì rất là rộng rãi. Trong phòng khách thì có tặng cho quý cô chú anh chị em mình một bộ ghế salon cao cấp luôn. Bên mép bên đây thì có tủ trang trí trưng bày ha, kệ để tivi đồ đầy đủ. Thì đây là phía phòng khách, còn ở trên trần thì có treo đèn chùm ở trên trần ha, đèn. Nhà thì bên đây dán gạch 1m2, có dán mấy bức tranh 3D. Thì phòng khách vô cũng rất là rộng rãi, có phòng ngủ ở tầng trệt. Căn nhà này một phòng khách, ba phòng ngủ và một không gian bếp, ba nhà vệ sinh, có mương hở ở phía sau là 2 m. Phòng ngủ thì có tặng cho quý cô chú anh chị em mình sở hữu là một cái giường hộp và tủ đựng quần áo ha. Trong phòng thì có dán bức tranh nè, 3D rất đẹp luôn. Thì có đi đường ống lạnh đồ sẵn nhưng mà chưa có lắp đặt máy lạnh ha. Đây là cái giường hộp trong phòng, mỗi phòng đều có cái giường hộp và cái tủ đựng quần áo, và cửa phòng thì là cửa gỗ. Gỗ bên. Mình đi dài ra phía sau thì có nhà vệ sinh ở phía sau. Đây là nhà vệ sinh ở phía sau ha. Còn đây là không gian bếp, kệ bếp thì âm tường bằng gỗ bên. Trên trần thì có sơn màu giả gỗ với màu trắng phối hợp ha. Ở phía sau thì có mở cửa phía sau, lối thoát hiểm ở phía sau 2 m. Và trong nhà bếp thì có bộ bàn ăn 4 ghế, chủ đã trang trí sẵn, và quý cô chú anh chị em mình vô là sở hữu ngay ha. Thì mời quý cô chú anh chị em mình lên trên lầu tham quan trên lầu. Quay về nhà, quay về hướng này là hướng Tây. Thì diện tích 4m5, chiều dài 12. Thì sử dụng một trệt một lầu là 171 m², sổ hồng hoàn công. Quay về hướng Đông Nam, giá dao động căn nhà là chủ bán là giá
4.750.000 giá còn thương lượng sở hữu nha. Giá thương lượng 4.750.000. 3 phòng ngủ. Một chỗ sinh hoạt chung thì chỗ này có dán cái bức tranh hung quê 3D ha. Phòng ngủ thì rất là rộng rãi thoải mái luôn. Có nhà vệ sinh trong phòng ngủ, có ngăn kiến tắm riêng ở phía trong toilet luôn nè. Phòng ngủ thì có cửa sổ ở phía sau luôn ha. Chỗ này là lối thoát hiểm, thành ra mở cửa sau thoải mái. Đây là phía trên trần. Thì phòng ngủ nào thì cũng có tặng cái giường hợp và một cái tủ đựng quần áo. Nhà này mới 99%. Thì cửa phòng là cửa gỗ hết. Ở chỗ không gian sinh hoạt chung thì có trang trí đèn đồ này kia cũng rất là đẹp. Còn phòng ngủ ở phía trước thì cũng có nhà vệ sinh. Cửa phòng thì cửa gỗ, nhà vệ sinh cũng bằng cửa gỗ luôn. Đây là phòng ngủ ở phía trước. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 400040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá dao động sở hữu căn nhà một trệt một lầu, đường Thế Nhật, khu Thế Nhật, đường số 5, thì giá dao động là 4.750.000 sở hữu ngay, giá còn thương lượng. Quay về hướng này thì đông hướng tây nam. Đây là không gian phía trước của chính phòng. Rồi để đóng cửa lại sẽ chạy ra một đoạn lại chợ An Khánh cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo luôn khu vực này luôn. Nhà mới rất đẹp luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến coi thực tế khi vừa ý thì mình trực tiếp gặp chủ mình thương lượng mua bán. Xin cảm ơn rất nhiều. Để chạy một đoạn ra phía chợ An Khánh. Để chạy một đoạn đường cho quý cô chú anh chị em mình tham quan cái khu vực này luôn ha. Đường số 5 Thái Nhật 2, giá chỉ 4.700.000 sở hữu ngay một căn nhà một trệt một lầu, rất sang trọng luôn. Rồi đi tới đây thì quẹo trái lại chợ An Khánh. Thì đây là cái khu trường cấp 1, cấp 2, trường mẫu giáo đồ là ngay chỗ này ha. Vừa ra
ngã tư về trái là tới liền cái khu trường. Đây là cái khu trường hai bên đường, còn chạy vừa qua khu trường này là bắt đầu tới chợ An Khánh rồi. Thì rất mong quý cô chú anh chị em mình xem video thì đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo sẽ có những video mới gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Đây thì tới khu chợ An Khánh, xin chào và xin kết thúc video. Cảm ơn rất nhiều.